hai chữ văn minh đến bây giờ, người nước Nam ta động mở mồm ra ai ai cũng biết nói đến, dầu đến đàn bà con nít cũng nghe quen tai mà đôi ba khi nói giỡn với nhau. Nhưng xét ra thì chỉ quen mồm mà nói, cũng như bà vãi tụng kinh mà thôi, chứ hỏi đến nghĩa lý thì phần nhiều người không hiểu ra làm sao, dầu có nhiều người cắt nghĩa được một vài phần, nhưng cũng chưa thấu đến ngành ngọn. Văn minh là gì? Văn là văn vẻ, minh là sáng láng. Hai chữ hiệp lại là một, thì là một sự văn hoa rực rỡ mà thôi. Nhưng có công văn minh, có hiệu văn minh, có ngọn văn minh, có gốc văn minh, có hoa văn minh, có quả văn minh. Ta nên xét cho tường mà phân ra từng loại, thì mới biết thấu được nghĩa văn minh. Nếu cứ thấy nói mà nói, thì nghĩa lý lộn xộn, trí hóa hồ đồ, không trách nào mồm nói làm nhảm văn minh cả ngày, mà hóa ra hủ lậu vẫn hoàn hủ lậu. Than ôi, hai chữ đó có phải dễ dàng mà làm được đâu. Có phải dễ dàng mà nói được đâu. Đừng tưởng rằng người ta cạo đầu là văn minh, mà mình cạo đầu cũng là văn minh. Đừng nên tưởng rằng người ta lên xe xuống ngựa là văn minh, mà mình lên xe xuống ngựa cũng là văn minh. Đừng nên tưởng rằng người ta lầu cao gác rộng là văn minh, mà mình lầu cao gác rộng cũng là văn minh. Văn minh có công, công là gì? Công là khó nhọc làm sao đặng cho gây lừng lây giống văn minh. Văn minh có hiệu, hiệu là gì? Hiệu là đã có công khó nhọc rồi mới có ngày được hưởng phúc văn minh. Gốc văn minh là đầu sự văn minh mới mọc ra, ngọn văn minh là sự văn minh đã mọc mà có đầu có ngọn, văn minh là sự văn minh đã sinh rườm rà ra ngoài, hoa văn minh là sự văn minh đã rực rỡ tươi đẹp, quả văn minh là sự văn minh đã thành rồi, có thể lưu truyền cho con cháu hưởng sự sung sướng, hoặc lấy giống mà gieo qua xứ khác cho trạch cập văn dân. Nói rút lại thì trước hết phải có gốc, rồi mới có ngọn rồi mới có lá rồi mới có hoa rồi mới có quả. Gốc và ngọn là công. Ngọn, hoa, quả văn minh một người, trong một nước cũng có riêng gốc, ngọn, hoa, quả văn minh một nước. Người ta mới bắt đầu đi học ấy là gốc văn minh đó. Đi học đã mở được chút đỉnh trí khôn, ấy là ngọn văn minh đó. Đã có trí không mới sinh ra công nghệ chuyện nọ, kẻ nghĩ ra kỹ nghệ nọ, người tìm ra cơ xảo kia, ấy là lá văn minh đó. Có công nghệ trí xảo rồi thì lần lần mỗi ngày một hay làm nên hiển vinh sáng sủa, ấy là hoa văn minh đó. Đã hiển vinh sáng sủa thì mình được hưởng sự sung sướng vô cùng, đó là quả văn minh. Trong một người như vậy thì suy ra trong một nước cũng như vậy. Trước khi dân còn dã man, nhà nước phải mở mang giáo hóa, đó là gốc văn minh. Lần lần dân biết ham sự học hành, hiểu đường sinh lý, đó là ngọn văn minh, có gốc có ngọn rồi, mỗi ngày trí dân nảy nở, sinh ra công nghệ cạnh tranh, nông thương phát đạt, đó là cành lá văn minh. Chí xảo đã đua tranh nhau như thế thì nước phải thành ra. Giống như hoa. Đến hồi đó thì hết thảy ai ai trong nước đều được hưởng sự thái bình sung sướng như là giống cây đã được đến ngày ăn quả rồi. Vậy thì gây nên sự văn minh át phải lâu năm trời tháng, dùng biết bao nhiêu công trình mồ hôi, nước mắt mới được chớ không phải ngồi không mà văn minh nó đến bao giờ, mà cũng không phải dùng công phu đơn sơ mà nên được văn minh bao giờ. Nếu không xét cho đến gốc nguồn mà bạ thế nào cũng cho là văn minh thì là văn minh bề ngoài, văn minh giả dối, văn minh có ngọn mà chẳng có gốc, văn minh có lá mà chẳng có hoa có quả, thì sao gọi là văn minh? Vậy thời chớ nên thấy người ta nói chữ văn minh mà cũng bắt chước nói chữ văn minh, vì người ta đã thiệt hiểu nghĩa thời người ta mới nói, chớ ta thì còn lõm bõm, biết chưa tin tưởng, mồm ta nói văn minh mà bụng ta chưa được văn minh, người chứng nào vẫn thấy. Đầu húi tóc đội mũ, giày tây. Áo dạ bảnh bao mà hỏi đến chữ thì đặc như cán mai, tay cầm sách đọc những chữ duy tân mà cờ bạc rượu chè vẫn thành thánh. Chốn hương thôn thì tuy có gội nhuần được ít nhiều tân hóa mà có kẻ vi khẩu giấy miệng thịt tranh kiện nhau vẫn còn nhiều. Bức sĩ hoạn thì tuy đói cố được nhiều phần mà hết gian tham của dân vẫn có người chưa dứt. Như thế mà động mở mồm dài à nói chữ văn minh thì văn minh cái gì? Dân ta bây giờ ví như một cây văn minh mới rồng, nhà nước mở ơn dạy dỗ, còn phải vun sới, còn phải bón tưới. Hai chữ văn minh ấy đợi khi nào kết quả thì tự nhiên có người khen mình, chớ mình không phải nói ra làm chi, ta nên phải biết rằng văn minh là văn minh cái trí khôn, văn minh cái nết tốt, chớ không phải văn minh cái đầu, cái mặt cái chân, cái tay. Văn minh là văn minh đường học hành, văn minh đường công nghệ, chớ không phải văn minh chi những điều phù hoa lịch sự bề ngoài. Biết văn minh thì chân đi đất cũng là văn minh, không biết văn minh thì giàu nhà ba tầng, gác bốn mặt mà hủ lậu vẫn là. Hủ lậu. Vậy thì hai chữ này không phải dễ dàng mà nói được. Mà có muốn nói thì nên phải hiểu nghĩa cho tường. Vì hai chữ ấy là hai chữ hay mà nếu nhận nghĩa lầm thì té ra lại thành hai chữ dở, tôi e lại đem hai chữ văn minh ra mà nhiếc nhau chớ chẳng không đâu.